Dịch COVID-19 đứng ngồi không yên vì xe bỏ bến do khách hay doanh nghiệp. Dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát với xu hướng phức tạp hơn đã khiến cho việc đi lại bằng các phương tiện công cộng của người dân trong các bến xe giảm sâu. Đỗ chờ khách trong bến xe nước ngầm từ 14 giờ đến 17 giờ, xe vẫn chưa đón được một người khách nào. Bác tài Nguyễn Văn Dũng, nhà xe Nam Quỳnh Anh chạy tuyến Hà Nội, Nghệ An bày tỏ, dịp Tết nhưng xe âm suốt, ra không khách, về cũng không khách. Do lo sợ dịch bệnh, hành khách đặt vé rồi trả lại không đi nữa. Xe rỗng nhưng đúng giờ vẫn phải xuất bến, 18 giờ vẫn phải chạy, xe rỗng nhà xe lỗ nhiều nên rất lo lắng. Với 20 lốt xe hoạt động tại bến Mỹ Đình, bình thường cứ 15 phút nhà xe Sao Việt, thương hiệu hoạt động vận tải của công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Thành Phát, có một lượt xe xuất bến đi Lào Cai. Tuy nhiên từ Tết Tân Sửu đến nay, tần suất này được nhà xe tăng lên 120 phút, 2 giờ mới có một lượt xe xuất bến nhưng vẫn vắng khách. Do không có khách, từ đầu năm đến nay, từ 20 lượt xe xuất bến mỗi ngày, hiện nhà xe Sao Việt chỉ duy trì 5 lượt xe một ngày, giảm 75%. Với mảng xe du lịch, ông Nguyễn Văn Bằng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Thành Phát cho biết, để chuẩn bị cho dịp cao điểm Tết và mùa du xuân sau Tết Tân Sửu, quý 4 năm 2020 vừa qua, công ty Minh Thành Phát đã đầu tư 10 xe chở khách loại hiện đại nhất. Tuy nhiên, từ đầu năm 2021 đến nay, dịch bùng phát trở lại, lô xe mới đầu tư của nhà xe Sao Việt hiện phải nằm trong bãi, chưa được lăn bánh chở khách du lịch ngày nào. Đề cập khoản kinh phí đầu tư lô xe trên, ông Bằng cho biết, với giá trị 4,2 tỷ đồng một xe, đơn vị đã phải chi 42 tỷ đồng cho lô 10 xe trên. Để huy động được khoản tiền này, 70% số vốn trên chúng tôi phải vay ngân hàng. Theo hợp đồng cam kết với ngân hàng, công ty có trách nhiệm trả cả gốc và lãi trong vòng 48 tháng, 4 năm. Như vậy, tuy xe không chạy nhưng hiện mỗi tháng trung bình, cả lãi và gốc đơn vị đang phải trả cho ngân hàng 900 triệu đồng. Đó là chưa kể lương nhân viên, phí bến bãi, ông Bằng nói. Với công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Việt Thành, hiện đang có hơn 30 lốt xe hoạt động tại bến Mỹ Đình, chủ yếu chạy các tuyến Quảng Ninh, Hải Phòng. Khi dịch bùng phát, từ sau Tết, toàn bộ các lốt xe này phải dừng hoạt động. 70% nhà xe bỏ bến. Ngày 25 tháng 2, có mặt tại bến xe Mỹ Đình, nhiều khu vực thường dày đặc xe khách, đổ xếp khách đi các tuyến như Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh. Nhưng chiều qua, chỉ lác đác xe khách. Một số xe đổ đến hết thời gian chờ lốt trong bến nhưng vẫn không có khách. Tại các khu vực có cột biển báo để xe chạy các tuyến như Lào Cai, Quảng Ninh, Tuyên Quang còn không có xe hoạt động. Ông Lý Trường Sơn, giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, bình thường bến có 900 lượt xe xuất bến một ngày, nhưng hai tuần qua chỉ khoảng có 400 đến 500 lượt xe xuất bến một ngày, giảm khoảng 50%. Cùng với các khoản trả gốc, lãi ngân hàng do đầu tư mua xe, hầu hết các doanh nghiệp vận tải hành khách còn đang đối mặt với nguy cơ bị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phạt cắt lốt vì bỏ bến quá 30% tần suất hoạt động. Đại diện nhiều doanh nghiệp cho biết, đây là tình huống bất khả kháng do bến không có khách phải dừng hoạt động, chứ không phải doanh nghiệp tự bỏ bến. Ông Bùi Danh Liên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội cho biết, trong ngày 25 tháng 2, Hiệp hội đã đi họp và đi đến thống nhất có văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có trách nhiệm nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vận tải vượt qua khó khăn. Cụ thể, trong thời gian xảy ra dịch COVID-19, cần nới lỏng hoặc bỏ các quy định về phạt giám sát lượt xe hoạt động tại bến theo biểu đồ, giãn các khoản nợ cho doanh nghiệp vận tải. Cùng với các khoản trả gốc, lãi ngân hàng do đầu tư mua xe, hầu hết các doanh nghiệp vận tải hành khách còn đang đối mặt với nguy cơ bị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phạt cắt lốt vì bỏ bến quá 30% tần suất hoạt động. Đại diện nhiều doanh nghiệp cho biết, đây là tình huống bất khả kháng do bến không có khách phải dừng hoạt động, chứ không phải doanh nghiệp tự bỏ bến. Giám đốc công ty cổ phần bến xe Hà Nội Nguyễn Anh Toàn cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, công ty đã xây dựng kế hoạch phục vụ Tết, yêu cầu các bến xe, doanh nghiệp vận tải thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, cũng như phối hợp với các lực lượng chức năng, doanh nghiệp vận tải đảm bảo tình hình an ninh trật tự, chống ùn tắc giao thông, đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại cho người dân, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.